này rất là đẹp. Hai thằng chạy hai chiếc xe, một chiếc đi chở máy và một chiếc chở tàu. Chiếc tàu đó là chiếc tàu để chở đi dập gác cho người ta, dập gác cho khách để nó bán máy cho mình. Chạy đem đi dập gác là đem bỏ này. Những chiếc tàu mà luôn nó vỏ của chiếc Z. Z không có máy, còn cái nhỏ máy phát điện, còn cái đuôi thôi. Lại bỏ gác. Chiếc tàu tàu bồ này nó trông nó bị dễ đó. Mình cũng xài đem đi bỏ gác nè. Cái này đem đi dập gác cho mọi người, không phải bán, đem đi bỏ gác trả tiền. Vậy người ta mới bán máy cho mình, bán giá rẻ. Nó 4 cái chứ. Hả? Cái nhỏ nó 4 cái chứ mà.
là đẹp ghê luôn. Nói đẹp ghê không? Nói là bước quần có váy gì, cổng gì à. Cái 90 nữa à. Móc còn lại tùm lum chưa đóng công. Đấy, hứa hẹn sẽ về một xe đầy nữa mấy ngoài, hầu hết là Suzuki 4 thì xe có thợ đóng công tới đóng để xe tới. Mấy em nói xuống này. Đây là lô máy cổ. Vậy